Việt Nam giúp hồi hương hơn 200 người châu Âu giữa dịch corona. Nhóm này được đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất hôm 31 tháng 3 để đáp chuyến bay đi Lithuania. Vietjet Express dẫn lời phát ngôn viên hãng hàng không Bamboo Airways nói, chuyến bay được chấp thuận theo đề nghị từ Liên hiệp châu Âu và chính phủ Lithuania. Có 220 công dân châu Âu trên chuyến bay. Trước khi lên khoang, hành khách phải qua kiểm tra y tế, mỗi người xếp hàng cách nhau 2 mét và buộc phải mang khẩu trang trong suốt chuyến bay. Sau đó, máy bay này sẽ trở về Việt Nam, không mang theo hành khách nào. Theo lệnh được áp dụng tại Việt Nam từ ngày 22 tháng 3, cấm tất cả người nước ngoài nhập cảnh, kể cả người gốc Việt và thân nhân được miễn visa. Hãng hàng không Bamboo đã hợp tác với các cơ sở ngoại giao, thực hiện các chuyến bay có tính cách nhân đạo. Hôm 25 tháng 3, một chuyến bay từ Hà Nội tới Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, đã giúp hồi hương gần 300 công dân châu Âu.